Chị Liên, hello chị Nguyễn Liên nha. Trời ơi, hello mấy chị nè. Chị nào vô rồi chấm bài giùm em. Hello chị Sáu Nguyễn luôn. Chị nào vô rồi chấm bài giùm em. Chị nào vô rồi cho em xin một vài cái chấm đi. Chị nào vô like của em rồi nhớ chấm bài tương tác với chị. Chị có cái thằng tăng cân nữa. Hello chị Anh Nê ha. Chị nào vô rồi chấm bài giùm em mấy chị ơi. Hello chị Chiêu Thống. Rồi, thấy chị Trần Hằng nè. Thấy chị Thống Thảo nè. Chị nào mình vô mình cho em xin một vài cái chấm nha mấy chị nha. Ủa, hai mươi mấy chị coi luôn hả? Rồi, chị nào vô cho em xin một cái chấm bài tương tác đầu like nha mấy chị ơi. Cái đầm đen mặt là em đang sale. Cái đầm đen mặt nè, 260, em sale còn 189 ngàn một cái đầm nha mấy chị nha. Đầm em đang mặc nè, túi này là bên em bán luôn. Túi này là bên em có bán luôn hả? Dạ, hello chị Thống Thảo nha. Hello mấy chị này, nhớ chia sẻ like giùm em. Trời ơi, nhớ chia sẻ like giùm em nha mấy chị ơi, mỗi chị đang xem nè. Chia sẻ giùm em lần hết. Mỗi chị nào đang xem like chia sẻ giùm em lần. Rồi, để ghim giá. 260 ngàn. Em sale còn 189 ngàn nha mấy chị nha. À, 4 size. Sao lẹ quá vợ, hai mấy chị vô hả? Chấm bài tương tác giùm em nha. Rồi, hello chị Cẩm Hồng nè. Đó, em có tới 4 size mấy chị ơi, là size F, size M, size L, XL. Đó, từ 40kg cho tới 60kg, tương đương 40kg cho tới 60kg, eo 80 đổ lại mấy chị vừa cái đầm này nha. Cái đầm rất là đẹp luôn. Chấm bài giùm em á, hai mươi mấy chị vào rồi. Cho em xin một cái chấm tương tác đi mấy chị ơi, chị nào vô like của em rồi nhớ chấm bài. Cái túi này bên em có bán luôn nha. Rồi, xô màu. Màu đỏ nè, màu hồng, màu vàng, màu rêu với lại màu trắng. Có tới tận 5 màu lận. Cái này chị, ngực của chị bao nhiêu? Còn tùy size nữa, chị bao nhiêu ký chị ơi? Cho em xin cái số ký trước đi nè. Rồi em tư vấn thêm, tại vì cái vòng ngực có mỗi một size nó sẽ khác nhau nữa. Chị cho em xin cái số ký với lại cái vòng em thử đi nè. Rồi, hello chị Phương An. Hello chị Mai Mai. Mấy chị mới vô mấy chị chấm bài tương tác giùm em nha. Ủa, rồi mấy chị mới vào tương tác giùm em mấy chị nha. 260 ngàn em sale còn 189 ngàn. Ai mua hàng chủ động nhắn tin liền giùm em mấy chị ơi. Ai mua hàng trực tiếp nhắn tin cho shop nè. Màu rêu, màu hồng, màu đỏ, màu vàng với em đang mặc là màu, em đang mặc màu vàng này, màu trắng với chị. Rồi chị nào lấy màu gì mình chủ động mình nhắn tin cho shop liền em. Bây giờ mỗi cái màu, mấy cái màu này mấy chị, thì mấy cái size nó không còn đầy đủ màu nữa, mấy chị cứ vô tin nhắn đi. Còn màu gì em báo màu đó cho nha. Có một số size nó bị thiếu màu rồi á, tại vì sáng bán sắp hết rồi. Có một số size bây giờ nó bị thiếu màu, mấy chị cứ vô tin nhắn đi. Còn màu gì em báo màu đó. 55kg dạ vừa chị ơi, tại vì có tới 4 size lận á. Miễn là mấy chị từ 40kg nè cho tới 60kg và eo là 80 đổ lại thì mấy chị sẽ vừa hết, mấy chị yên tâm nha. Cho em xem cái màu hồng. Rồi, màu hồng nè. Trời ơi, màu nào cũng đẹp hết mấy chị ơi. 260 sao còn 189 ngàn nha. Ai lấy màu gì nhắn tin cho shop màu đó liền giùm em, màu hồng nè. Rồi 1m60 45kg vừa nha. 1m60 45kg nếu mà eo 68 đổ lại mặc size S là vừa đó chị Nghị Thái. Còn eo trên thì mặc size M, chỉ có hai size S hoặc M đó. Chị muốn biết vừa hay không cứ vào trong tin nhắn nhắn tin. Em đã nói 60kg trở lại thì những chị nào cứ từ 60kg trở lại là mặc sẽ được, nhưng mà phải vào trong tin nhắn để bên em tư vấn cái vòng eo với lại chiều cao này kia đó nha mọi người. Hai
À, chất vải của nó hả chị? Chất vải là vải kaki lụa nha chị ơi. Rồi, kaki lụa nha má chị ơi. Dạ nón không có bán chị ơi, có bán túi không có bán nón nha. 260 em sale còn 189 ngày. Chị nào mua hàng chủ động nhắn tin cho số giùm em. Có một số size nó bị hết màu rồi đó, có một số thôi. Thì mấy chị có vô tin nhắn đi, còn màu gì em báo màu đó cho nè. Đó rồi, chị nào từ 40kg cho tới 60kg là mấy chị sẽ có size mặc vừa hết, mấy chị yên tâm. Mấy chị tập trung nghe em nói nè, từ 40kg nha cho tới 60kg. Eo 80 đổ lại thì sẽ có size mặc vừa, mấy chị yên tâm nha. Em không nhận đơn trên line. Chị nào đặt hàng chủ động nhắn tin cho shop em, chị Lê Hạnh nè. Chị Lê Hạnh lấy màu vàng nhắn tin cho shop chứ em không nhận đơn trên line nữa nha. 60 cân à, cao 1m62 eo 75 dạ vừa rồi. E75 là chị vừa chắc rồi, chị vào tin nhắn đi chị, rồi có nhân viên nó tư vấn cụ thể hơn cho chị nha. 58kg dạ vừa luôn chị, miễn là E80 đổ lại thì vừa giùm em. Em không bán nón nha mấy chị ơi, màu trắng nè. Trắng, đỏ, đó màu hồng, màu xanh rêu, em đang mặc là màu vàng mấy chế. Từ 40kg cho tới 60kg, E80 mấy chị, quan trọng là cái eo của mấy chị nè, miễn là E80 đổ lại là mấy chị sẽ vừa hết, mấy chị yên tâm. Ai mua hàng nhắn tin giùm em nha. Ai lấy vàng nhắn tin cho em là vàng, mấy chị ai thích màu gì thì nhắn tin cho em màu đó. Màu trắng nè, màu nào cũng đẹp hết, màu đỏ, màu hồng. Chị nào nhất là mấy chị số ký lớn á, số ký lớn còn đủ màu luôn. Chị nào số ký lớn cứ bơi vào like của em đi nha. Màu rêu nè mấy chị ơi. Đó cái form đầm của nó đi ha. Mặc cái màu trắng dạ rồi, xíu nữa đi chị, xíu nữa 2 phút nữa đi rồi em thay qua cái màu trắng. Đó cái đầm rất là đẹp luôn. 260 ngàn em sale còn 189 nha mấy chị ơi. Từ 260 sale xuống còn 189 ngàn cái. Chị đặt nào hàng đặt vào trong tin nhắn nha mấy chị ơi. Đặt hàng trực tiếp inbox mấy chị mấy ơi. Chị, hàng này em có size từ 60kg trở lại. Thì mấy chị nào muốn biết mình bận cái size nào vừa đẹp này kia thì vào trong tin nhắn bên em sẽ tư vấn cho mọi người ha. Chứ bây giờ mọi người bình luận là màu hồng thì em không biết là mấy chị có bạn vừa không, với lại cũng chưa biết là cái size của mấy chị có còn màu hồng không nha. Nên là những chị nào mình quan tâm cái mẫu này thì mình cứ trực tiếp vào trong tin nhắn. Còn ví dụ mình có thắc mắc gì mình muốn hỏi ngoài live thì mình cứ hỏi. Còn ai mà muốn đặt hàng thì vào trong tin nhắn giùm em ha. Chị Cát Tường Vương này vào trong tin nhắn thì mới có hàng, cho em xin số ký chiều cao nha nữa nha chị. Rồi mấy em thay qua cái màu trắng, mấy chị nhớ inbox mấy chị ơi. Dạ, dạ. Em mặc thử cái đỏ và em mặc cái trắng trước cái đã. Cái đỏ còn màu đỏ em rất là ít. Mấy chị nào muốn xem màu